tiếp theo trên kênh Vũ Toàn Thắng. Thì như các bạn cũng đã xem clip rồi, các bạn cũng biết rồi đấy, clip mới nhất mình mới up lên đấy, các bạn cũng biết rồi. Thì mình rất là vui vì được em mình tặng mình một cái món quà, nó mang về cái giá trị, thứ nhất là giá trị tinh thần, thứ hai là về cái tình cảm anh em, thứ ba nữa là về giá trị về cái đồng hồ của bạn ạ. Như các bạn cũng biết đấy, cái đồng hồ của em mình đeo thì có 4 triệu, gần 4 triệu thôi, mà em mình tặng mình cái đồng hồ này tới 6 triệu rồi. Cho nên đó là hôm nay mình sẽ ăn mừng nha các bạn, ăn mừng món quà khủng này nha các bạn. Thật sự thì phải nói là mình rất là cảm ơn em mình. Thì ngày hôm nay mình muốn dẫn anh em ở cửa hàng, như là anh hai này, như là anh bốn này, anh em ở cửa hàng đi ăn mừng các bạn. Bây giờ thì mình sẽ về tắm rửa và chờ anh bốn đi giao hàng về thì mình tiến hành ra quán nha các bạn. Đây nha các bạn ơi, hiện tại thì mình và anh bốn đã ra quán rồi, còn anh hai ấy thì đang tắm các bạn ạ. Đây hôm nay mình dẫn anh em đi ăn mừng cái đồng hồ em trai mình tặng ấy, là đi ăn dê các bạn ạ. Cái này là vú dê nướng nha. Ủa cái này mình không nướng cho em luôn à? Dạ nướng giùm em đi, tôm nướng giùm em đi, để lên đây nó chật quá không có chỗ nướng ấy. Mình đã gọi một cái lẩu dê và một cái vú dê nướng các bạn. Đấy, cái này là vú dê nướng nha các bạn. Hôm nay anh mình lần đầu tiên đi ra quán review ẩm thực các bạn ạ. À, mình xin nhắc lại là anh mình vẫn chưa vợ, chưa người yêu nha các bạn. Nếu như bạn nào có nhu cầu thì cứ inbox riêng cho mình nha. Đây nha các bạn ơi, sau một hồi chờ đợi thì anh hai cũng ra rồi. Hồi nãy thì đóng cửa rồi nhưng mà khách vẫn tới mua anh hai. Vừa mình làm gì, mình lấy một lẻ nến giao cho khách với lại khách từ cửa hàng ghé. Anh hai review món vú dê nướng đi anh hai. Quán này thì thỉnh thoảng anh em mình vẫn hay ra đây nhậu các bạn ạ. Nay rửa đồng hồ anh được thằng được em trai tặng cái đồng hồ ra rửa, rửa 8 lần mới được hả? Sao anh hai? Wow. Khui bia chưa? Ly em đâu nhỉ? Đây hả? Anh bốn làm miếng luôn anh bốn. Nãy giờ nướng miết đấy. Quất miếng đi anh bốn ạ. Đấy. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Tất cả khán giả của Tú Lang Thang. Anh mình coi khéo rung răng ấy. Đang nóng quá. Ủa nào không? Ngon. Ngon đúng không? Anh em mình vô cái nhà. Mời tất cả mọi người nha. Ai, làm ly bia mát nha. Lâu quá không uống, nay uống nó ngọt này. Này uống nó ngọt hả? Không phải đâu anh ạ. Không phải đâu. Mời các bạn nha. Tôi đoán là chắc. Chắc lâu quá mình không nhậu quá. Không phải lâu đó, hôm nay tháng rồi. Mà tháng chưa nhậu. Cả tháng rồi nhưng mà nhậu, kiểu như mình nhậu cái đồng hồ. Ngon quá các bạn. Hôm nay vừa nhậu vừa biết thời gian là bao nhiêu giờ nên là ngon. Ồ, như các bạn biết bình thường là mình đeo nhẫn và đeo lắc bên tay trái. Nhưng mà hôm nay phải chuyển nhẫn với chuyển lắc sang tay phải để tay trái đeo đồng hồ. Hiện tại bây giờ là 8 giờ 10 các bạn ạ. Kawasaki. Được tặng cái đồng hồ cứ đeo mết chết khoe mết luôn. Không, hôm nay đi nhậu cho nên là đi
Hôm nay đi nhậu nên là đi 1, 2, 3, 4, 5, 6 thôi. Mô tô để ở nhà rồi. Thôi, lỡ bị núm hết chết. Nói nhỏ rồi nha, hôm nay đi nhậu nhưng mà vẫn đi xe máy các bạn. Tại căn bản là nó gần nhà ấy. Ai, mát. Tôm này anh hai. Đây tôm nướng này này. Còn mình còn một cái lẩu nữa mày. Cảm ơn anh hai nha. Anh hai trích cho mình con tôm các bạn ạ. Rồi, xem anh bốn review miếng vú dê nướng này. Mời mọi người. Anh mình vẫn chưa người yêu nha các bạn. Nếu mà bạn nào xem kênh mình mà muốn thấy anh bốn dễ thương á, thì muốn làm quen anh bốn á, thì cứ inbox riêng cho mình, sẽ có quà lớn luôn nha các bạn. Nếu mà thành đôi là có quà lớn luôn đấy anh hai nhầy. Mồi nói mồi đỏ mặt lên hết. Hôm nay thì Phạm Dũng thì đi review ẩm thực ở dưới quận nhất cùng với anh Hải Sapa TV các bạn ạ. Anh em mình chiều đến thì lâu lâu mới nhậu thôi chứ không phải là ngày nào cũng nhậu đâu. Tính ra hôm nay anh em mình từ ngày lại cửa hàng rồi, lần này là lần thứ mấy anh em mình nhậu với nhau rồi anh hai nhỉ? Lần thứ hai, mấy tháng rồi mới có nhậu hai lần rồi đấy. Còn bình thường nhiều khi anh em lại cửa hàng quay ấy các bạn thì nhậu vui rồi thôi chứ cũng không phải là say xỉn gì đâu. Ngon quá. Giòn. Vú dê ngon lắm. Ăn được không? Thấy chưa anh bỏ hết chưa? Chưa, nó còn nữa. Cái này một phần mình kêu là 250.000 nha các bạn. Anh bốn cầm cái dĩa đó lên cho mọi người xem coi. Đây. Một phần này 250.000 mà trên dĩa nướng ăn nãy giờ còn ở như dĩa nữa các bạn. Nếu mà nói xét, nếu mà xét ra nha. Cái tầm giá tầm quán bình dân á mà đồ ăn như vậy đó là rẻ đấy nha anh nhỉ. Đây nha các bạn này, cái lẩu của mình cũng ra. Anh bốn quấy cái lẩu lên hộ em coi nhiều thịt không anh bốn. Cái lẩu này cũng 250.000 nha các bạn. Ôi, quá trời thịt này. Nhiều không? Tính ra 250.000 một cái nồi lẩu này là quá rẻ các bạn ạ. Hay hôm nào mình ra quán ông Chen nhậu không? Còn nào anh em mình dạ? Em đang còn này anh hai. Còn rồi này. Ăn cái hay là mai mình rửa tiếp. Mai rửa 8 lần luôn hả? Rửa 8 lần. 6 triệu là đồng hồ 6 triệu rửa 6 lần. Thì anh em mình phụ nó 2 lần. Được. Nhất trí. Ăn cái vú dê này thì không có cháy hết này anh hai ạ. Rồi làm phát đi anh hai review phát nữa đây. Cắn phát là ngon sượt cơ kiểu gì. Anh hai vẫn chưa vợ chưa người yêu luôn nha các bạn. Anh bốn thì chưa chính xác chuẩn 100% là chưa này, anh hai thì mới có. Bốn lỡ đò rồi. Anh bốn lỡ đò. Mời các bạn nha. Đòi các bạn đang chấm rồi, cho em chấm đó. Cho em chấm nha. Ui cay thế. Được.
lâu rồi mới ăn búi dê nữa. Mà nói thì nói hôm nay không khí hơi buồn, hơi trầm ấy nha. Giữa đồng hồ mà thấy hai anh không khí trầm quá. À, trước tiên anh Bốn chúc mừng em cái. Thì nói chung là anh lời nói thì nó cũng thay cho cũng không biết nói gì hơn, thì chúc em đeo cái đồng hồ đấy thì vạn sự may mắn đến với em thôi. Rồi, 1 triệu anh. 1 triệu ấy. Một lời chúc triệu. Anh ơi. Chúc Tú Lan An đeo đồng hồ. Không, cứ bây giờ cứ hai anh em mỗi anh em một lời chúc là 1 triệu rồi. Bỏ túi em thôi. Cho em là đeo đồng hồ đấy cho nó biết giờ biết giấc mà về khỏi phải lang thang nữa. Đúng không? Được, hợp lý. Sớm này không phải lang thang nữa. Rồi các bạn sẽ coi cái lẩu này các bạn ơi. 250.000 một cái lẩu này là quá rẻ nha các bạn. Bắt dầu thôi mà. Bắt dầu hồi nãy anh làm anh để đâu? Để cho cái khoai này nó nhừ đi, cái bắt đầu múc cái khoai này ăn ngon cực kỳ luôn. Gắp hết xuống đi anh Bốn, là gắp hết xuống đi, bỏ cái lò nướng xuống đi. Được hết rồi, chín hết rồi, để anh cháy hết. Tranh thủ anh em đá mỗi người miếng đi. Rồi. Chín hết rồi. Muốn cháy luôn này em. Hả? Muốn tìm người yêu á thì nói đi, thì còn ngại nữa má. Đông quá. Hả? Đây nha các bạn ơi. Bây giờ đến cái nồi lẩu các bạn. Sao đây? Quất hết cái gì ở đó luôn anh hai? Quất hết gì ở đây luôn? Đây cho em cho vô bát đây. Ờ kiểu này, cái sợi này giống kiểu sợi phở ấy, ha. Bây giờ mà anh quất phát miếng đậu hũ đó mới là ngon đó anh Muốn ạ. Có người yêu luôn. Có người yêu luôn. Quất miếng đậu hũ đó xong cái là có người yêu luôn đó. Chăn thịt vào. Múc thịt vào, thịt quá trời kìa. Chính hai anh kêu chăn thịt vào. Trời ơi không chán nữa sao. Đây các bạn có thể thấy cái nồi lẩu này 250.000 mà quá trời thịt này, thấy không? Đấy, quá trời thịt luôn. Để đi em, hồi em múc cho. Chia, nhớ chia cho đồng đều nha. Có thịt, có đàng hoàng này. Lấy nhiều hơn người ta, em muốn thật đây. Em có một này. Ba nó hài. Cảm ơn anh Bốn nha. Rồi. Các bạn dùng mấy bún nha. Quất đi anh hai. Ăn miếng thịt đi anh hai. Quất miếng thịt coi nó giá chạy đến đâu. Đó. Quán này là quán ruột của anh em mình hay ra đây lắm. Thịt tươi mà đúng không? Ăn nó còn giữ nguyên cái độ dai và độ ngọt của thịt đấy các bạn. Mà đáng tiếc cái là biết gì không? Quán này không có tiết canh. À. Hỏi coi. Không có đâu. Mình có món
với con. À, không không có tiết canh. Bữa em có hỏi rồi, bữa anh em mình nhậu em có hỏi rồi, không có tiết canh các bạn ạ. Mày ở con này ít, tao ít có bán hủ tiếu dê ha. Ừ, đây nếu mà quán hủ tiếu dê á là có ở dưới cái khu mà Nguyễn Chí Thanh ấy. Nguyễn Chí Thanh chứ quận 5 anh bốt. Cái đường đi đây dừa có cái quán bán ăn sáng mà hủ tiếu dê ấy. Cuối đường Nguyễn Kim luôn. Quất miếng thịt dê anh bớt. Anh vừa ăn xong một miếng giòn lắm, ngon. Giòn. Cái này là làm không tí dừa. Nó không ngon. Chuyên môn anh em mình không phải là đi review ẩm thực các bạn ạ. Anh em mình chủ yếu là tấu hài thôi cho nên. Nè nghe tình cờ anh Tú là anh Tú lang thang không nữa đồng hồ mới có tiền hôm nay chứ có là anh Bốn. Đâu nghe bảo hôm qua anh Bốn cũng mấy ngày trước anh Bốn cũng đau đớn lắm, đứt ruột đứt gan. Chúng là chúng lang thang này. Chúng lang thang cũng làm nhiều quá. Thôi đang cày. Thôi clip của anh em mình cũng dài rồi thì mình cũng xin phép kết thúc video đây nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo của mình nha. Mọi người, các cô chú anh chị và các bạn cũng thông cảm là cái anh em mình không phải là chuyên đi review ẩm thực các bạn ạ. Cho nên là nhiều khi anh em mình chỉ hợp với cái kiểu gọi là ăn nhậu tấu hài thôi đúng không anh nhỉ? Cái kiểu này nói thật với các bạn là kiến thức của bọn mình vẫn còn kém lắm, cho nên là vẫn không có đủ chuyên môn hoặc là những cái nhận xét để mà mình đi review ẩm thực đâu. Anh em mình chủ yếu mục đích mình làm ra kênh này là để quay gọi là giải trí thôi. Quay giải trí và nhiều khi anh em mình ở cửa hàng có cái gì đấy mình quay anh em đến, ví dụ như anh Hải hay là anh Thắng như đợt rồi ấy. Đến thì anh em mình tấu hài với nhau thôi chứ còn thật ra anh em mình không có chuyên môn để đi review ẩm thực các bạn. Thôi bye bye tất cả mọi người nha, hẹn gặp lại tất cả các bạn. À quên, mình thông báo cho các bạn biết một cái tin nữa là mình sắp tới mình sẽ hướng dẫn các bạn nấu cái món giả cầy ấy anh muốn. Chi tiết về món tất tần tật về món giả cầy luôn. Thì sắp tới mình sẽ làm clip đấy nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo nha. Bye. Nói câu có người yêu anh mới. Thôi chào tất cả mọi người. Em cũng nhớ nhiều. Em chưa muốn có người yêu.